Tiếp nối các video trước, video này tôi sẽ hướng dẫn cách đọc các phụ âm cuối cùng trong bản phiên âm quốc tế. Chúng ta có 3 âm đầu tiên là ba mũi, bởi vì chúng ta chặn hơi là ở miệng âm nó lên mũi. Âm mũi đầu tiên đó là, ví dụ chúng ta có me, master, time. Âm mũi thứ hai, ví dụ người ta có no, need, when. Và âm mũi cuối cùng đó là ng, ng" ví dụ người ta có sing. Song Ring Và âm kế tiếp đó là h, Ví dụ Hi How Who Honey Và âm kế tiếp là L Ví dụ chúng ta có Like Link Love Và âm kế tiếp là r, r Ví dụ Ready Right Rich Và âm kế tiếp là W ví dụ why where when và âm cuối cùng yeah yeah ví dụ yes yellow year và nếu như các anh chị thấy video này hữu ích các anh chị vui lòng like và share để nhiều người cùng học cảm ơn các anh chị rất nhiều hẹn gặp lại các anh chị trong video sau bye bye